Dạ thưa chú Tư, chú ngưng đờn một chút được không chú Tư? Dạ thưa chú, hôm nay chữ đờn của chú sao mà nghe nó nỉ non quá. Không ấy, sẵn đây cái chú tập cho con lại cái bài Tứ Đại Quán nha chú Tư. Rồi, chú sẽ tập lại cho con. Nhị ca ơi, kể từ đây vĩnh cách nghe đại huynh trách tình bác nghĩa nở xuống tay biến ơn nghĩa thành thù. Đơn ca ơi, sanh di tương tự di thần chúc lòng của tần thúc bao sao phủ phàng bội bạc nghĩa nhân. Hay quá anh Út ơi. Tía, tía cứ lo cho học trò mà bỏ phế con trai à. Mày không có hơi, lại yếu nhịp, làm sao mà bị với anh Út mày được hả mày? Một mình anh Út ca được rồi, em mà ca nữa hả, chắc bầy heo của chị nó sổng chuồng quá à. Đó đó, tía thấy không, chị hai ăn hiếp con nữa đó tía. Thôi đi, em cứ ngồi đó mà cà nanh hoài. Múc cháo đi, có cháo rồi nè. Ê, coi chừng mất vợ như chơi nha. Đâu có, anh đâu có dám phạm thượng. Dạ thưa chú Tư, con kính chú Tư cái ruột cá lóc đồng nè chú Tư. Ruột cá lóc đồng béo ngậy làm một tao đã lắm. Dạ con kính chú Tư. Không uổng công chú cháu mình luyện tập, mày ca mùi không thua gì mấy anh kép danh ca. Dạ cảm ơn chú Tư, hôm nay chú Tư đờn cũng không thua mấy ông đờn ở thành phố ạ. À. Tía khen ảnh rồi ảnh khen tía, đúng là thầy sao trò vậy à. Cha mày, tía mày hồi nào giờ ăn ngay nói thẳng, có sao thì nói vậy, thằng Út mà nó dở thì tía mày chê ngay. Con thấy ảnh chưa có hay. Không biết người biết ta là không bao giờ tiến bộ, ganh tị ích kỷ sẽ làm mất đi sự sáng suốt, sẽ hạ thấp giá trị của mình đó con. Tía. Dạ thôi thế bỏ chuyện này đi em. Dạ thưa chú Tư, sẵn chú cháu mình ngồi đây ăn cháo với đờn ca, chú coi giùm con coi con có được không chú? Mày hỏi như vậy là sao? Dạ thì chú coi mặt mày con nè, tướng tá con nè, coi có xấu trai lắm không chú? Ừ, được lắm đó. Tướng tá mặt mày chèo đò, còn bộ giò đi ăn trộm. Thế, em nói chơi gì mà kỳ vậy? Em nói thiệt mà. Tía thấy mày hơi quá lố rồi đó nghe thế.
Tánh con á, ngay thẳng giống tía. Có sao con nói vậy à? Tía cho chị hai không biết á thôi chứ. Con nộp cá lóc giỏi ha, là nhờ anh Út dạy cho con đó. Hả? Ảnh hay dẫn con vô ăn trộm trong ruộng cá người ta đó. Trời, mày. Dạ, thưa chú Tư, nó nói chơi á chú Tư. Dạ, thưa chú, con muốn chú coi rồi liệu giùm con nghe chú. Chuyện gì vậy Út Chót? Dạ, con muốn đi theo gánh hát làm kép hát được không chú? Mày muốn làm kép hát? Dạ, con làm kép hát được không chú? Rồi có thể trở thành kép chánh luôn được không chú? Kép chánh? Dạ, mấy bữa nay có gánh hát về hát ở ngoài chợ á, con có đến xin ca chơi. Trời ơi chú Tư ơi, ông bầu với mấy người ở trong đoàn nha, khen con dữ lắm chú ơi. Tao sợ đường đời nhiều nỗi, mày không giữ được mình. Con xin thề, con vẫn là thằng Út Chót của xứ Kinh Cùng cho tới lúc xuống mồ luôn chú Tư. Xin lỗi, tại tao lo xa, lo quá xa. Tao già rồi, người già nào cũng vậy. Mày đừng lấy đó mà làm mất lòng. Con bây giờ như con chim đã ra ràng rồi, có thể bay nhảy được rồi. Nhưng trước khi bay, chú muốn nhắn nhủ con vài điều. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp và kiêu căng, con có thể tránh được những thứ đó không?